Tâm ơi, cà phê không anh? Ok. Đây là bạn. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Stop fucking lying. Anh đi toilet coi. A few moments later. Dạ, cô chị hết 200 ngàn. Em đâu có tính tiền đâu. Dạ, anh kêu tính ạ. Surprise, motherfucker.